Những câu nói hay nhất về cuộc sống giúp bạn vực dậy. Nếu bạn đang chán nản, cảm thấy bất lực, hãy nghe những câu nói hay về cuộc sống buồn giúp bạn vực dậy. Biết đâu, bài viết sẽ góp phần làm thay đổi cuộc đời bạn, giúp bạn có cái nhìn tích cực và nhận ra những chân lý trong cuộc đời. 1. Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn. 2. Đừng bao giờ nói bạn đã thất bại, cho đến khi đó là nỗ lực cuối cùng của bạn. Và đừng bao giờ nói rằng đó là nỗ lực cuối cùng của bạn, cho đến khi bạn đã thành công. 3. Người duy nhất mắc sai lầm chính là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm, miễn là bạn đừng mắc cùng một sai lầm hai lần. 4. Khi cuộc đời đẩy bạn ngã, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy. 5. Mạnh mẽ lên vì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Có thể bây giờ là bão tố, nhưng trời đâu thể mưa mãi được. 6. Những khó khăn trong cuộc sống là điều không tránh khỏi. Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vượt qua. 7. Cuộc sống rất ngắn, đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn. Hãy là chính mình, luôn vui vẻ, tự do và trở thành bất cứ điều gì bạn muốn. 8. Tập hài lòng với những thứ mình đang có. Học cách từ bỏ với thứ trời không cho. 9. Tôi không bao giờ hối hận với những gì mình đã làm. Tôi chỉ hối hận với những việc mình đã không làm khi có cơ hội. 10. Cuộc sống cũng giống như đi bằng xe đạp. Nếu muốn thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. 11. Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý. Chúng ta chẳng thể nào né tránh. Điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. 12. Dù sai lầm bạn mắc phải có lớn như thế nào, thì ẩn đằng sau nó vẫn là những điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi. 13. Đừng tỏ ra đáng thương để người khác thương hại. Hãy tỏ ra lợi hại để người khác không thể coi thường. 14. Mỗi khi có ý định từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do mà bạn bắt đầu. 15. Vấp ngã mà không chịu đứng dậy, tính đợi người ta giẫm đạp lên mình hay sao? 16. Nếu bạn không cố gắng, người khác muốn kéo bạn lên cũng không biết tay bạn ở đâu. 17. Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai. 18. Khi cuộc sống đẩy bạn vào khó khăn, đừng uất ức, tại sao lại là tôi? Hãy mỉm cười, cứ thử tôi đi. 19. Sống là phải mạnh mẽ vươn lên, cho dù bị tổn thương cũng không cho phép mình gục ngã. 20. Bạn có thể bị lừa dối nếu bạn tin tưởng quá nhiều, nhưng bạn sẽ không thể tồn tại nếu bạn không có lòng tin. 21. Hãy biến cuộc sống giống như cách pha trà, đun sôi cái tôi của bạn, làm bay hơi mọi lo lắng, pha loãng mọi buồn phiền, lọc đi mọi sai lầm và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc. 22. Nếu bạn luôn buồn phiền, hãy dùng hy vọng để chữa trị. Hạnh phúc lớn nhất của nhân loại chính là biết hy vọng. 23. Thời gian của bạn là hữu hạn, đừng phí hoài nó bằng cách sống cuộc đời của một người khác. 24. Tiền không mua được tất cả, nhưng về cơ bản thì mua được gần hết. 25. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng là chỉ muốn bình yên. 26. Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình người. 27. Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác. 28.
cuộc sống vốn dĩ không công bằng, bạn phải học cách quen dần với điều đó. 29. Đừng kể rắc rối của bạn cho bất cứ ai. 20% chẳng quan tâm, còn 80% thì vui mừng vì bạn gặp chuyện. 30. Cuộc sống rất đơn giản, nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp. 31. Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. 32. Những người may mắn thì nhận được cơ hội, những người dũng cảm thì tạo ra cơ hội, và những người chiến thắng là người biết chuyển khó khăn thành cơ hội. 33. Người giàu nhất là người tiết kiệm, người nghèo nhất là người hà tiện. 34. Một trong những vấn đề nghiêm trọng của thế giới này đó là những kẻ khờ và mù quáng thì luôn quá chắc chắn về bản thân, còn những người khôn ngoan thì lại đầy nghi hoặc. 35. Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn. 36. Bốn nguyên tắc vàng trong cuộc sống: trung thực khi nghèo khó, giản dị khi giàu có, lịch sự khi có uy quyền, im lặng khi giận dữ. Những câu nói hay về cuộc sống mưu sinh. 37. Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống. 38. Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều được ghi giá một cách kín đáo. 39. Đừng bao giờ chia sẻ những bí mật của bạn với bất cứ ai, vì nó có thể hủy hoại bạn. Đây có lẽ là lời khuyên quan trọng nhất đời. 40. Ruồi chết vì mật ngọt. Đàn bà chết vì đàn ông khéo, đàn ông chết vì đàn bà đẹp, còn cha mẹ chết vì con bất hiếu. 41. Cuộc sống chỉ mang lại cho chúng ta 10% cơ hội, 90% còn lại là do chúng ta trải nghiệm thế nào với nó. 42. Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả. 43. Im lặng và mỉm cười là hai vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề. Im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. 44. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. 45. Đừng hạ thấp giá trị bản thân bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là những cá nhân độc lập với những tài năng riêng biệt. 46. Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra, cuộc đời là phép trừ. Gặp nhau một lần, ít đi một lần. 47. Thành công là gì? Đó là khi những bức ảnh của bạn được tải lên Google thay vì trên Facebook. 48. Đừng nói mà hãy làm, đừng huyên thuyên mà hãy hành động, đừng hứa mà hãy chứng minh. 49. Giành được lòng tin rất khó, mà hủy diệt thì dễ lắm. Quan trọng không phải là dối gạt chuyện lớn hay nhỏ, mà chính việc dối gạt đã là vấn đề. Dưới đây là những câu nói hay về lòng dạ con người. 50. Ở đời có 3 chữ đừng: đừng hiền quá để người ta bắt nạt, đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn, đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi thương. 51. Lòng người thực chất còn khó đoán định hơn tất cả. Họ mỉm cười, chưa chắc họ đã coi ta là bạn. 52. Xã hội quen nhau vì nhan sắc, quý nhau vì đồng tiền. Xấu ai ngó, nghèo ai theo. 53. Sống trên đời này, thứ đáng sợ nhất chính là miệng đời. Nó biến không thành có, biến trắng thành đen. 54. Có tiền mua được cuộc chơi,
không tiền mua được cách chơi bạn bè. 55. Đáy biển tuy sâu, nhưng đời người đo được. Lòng người tuy nông, nhưng không ai thấu bao giờ. 56. Chơi với người tốt như đi trong sương, tuy không ướt áo, nhưng thân thường mát rượi. 57. Chơi với người xấu như đi giữa rừng gươm, tuy không bị thương, nhưng thường sợ hãi. 58. Vạn người quen, có mấy người là bạn, trăm loại bạn, có mấy người là thân. 59. Giàu chưa chắc đã sang, nghèo chưa chắc đã hèn, tất cả còn tùy thuộc vào nhân cách con người. Những câu nói hay về tình bạn. 59. Hãy kết giao với những người giàu nghị lực và có kỷ luật. Hãy giao du với những người có cao vọng và luôn sống tích cực. 60. Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè, chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười, chứ không phải bằng nước mắt. 61. Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè. Hãy chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh. 62. Hãy chậm rãi trong việc chọn bạn và càng chậm rãi trong việc thay bạn. 63. Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy. 64. Những người bạn giống như những ngôi sao, họ đến rồi đi, nhưng những người ở lại mới là những người tỏa sáng. 65. Tôi mong ước tình bạn có chân, cũng như có mắt và có tài hùng biện. Nó phải tự đứng được trên mặt đất trước khi bước tới cung trăng. 66. Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.